lại nữa thiện hiện, Pháp không nội và tự tánh không của Pháp không nội là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Pháp không ngoại, Pháp không nội ngoại, Pháp không không, Pháp không lớn, Pháp không thắng nghĩa, Pháp không hữu vi, Pháp không vô vi, Pháp không rốt ráo, Pháp không không biên giới, Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không 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 tánh tự tánh và tự tánh không của pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh là tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện, chân như và tự tánh không của chân như là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát, Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, và tự tánh không của Pháp giới Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly xanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, là tánh tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện thánh đế khổ và tự tánh không của thánh đế khổ là tánh bình đẳng của đại bồ tát thánh đế tập diệt đạo và tự tánh không của thánh đế tập diệt đạo là tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện bốn tịnh lự và tự tánh không của bốn tịnh lự là tánh bình đẳng của đại bồ tát bốn vô lượng bốn định vô sắc và tự tánh không của bốn vô lượng bốn định vô sắc là tánh bình đẳng của đại bồ tát các đại bồ tát đối với pháp ấy phải học nên gọi là học bình đẳng do học bình đẳng nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện, tám giải thoát và tự tánh không của tám giải thoát là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát, tám thắng xứ, chín định thứ đạ, mười biến xứ, và tự tánh không của tám thắng xứ, chín định thứ đạ, mười biến xứ là tánh bình đẳng của Đại Bồ Tát. Các Đại Bồ Tát đối với Pháp ấy phải học, nên gọi là học bình đẳng, do học bình đẳng, nên mau chứng quả vị giác ngộ cao tột.